Hai con, bài học của con hôm nay á là một là học về nhịp, hai là học về cái đẩy dây nhẹ từ re lên mi nè. Nhưng cái bài học này ông nhắc con cái tay phím phải chính xác, thấy không? Cái tay phím nè. Rồi, hai nữa là con đừng có xài những cái xảo thuật, những cái giống như người ta là không cần thiết. Con chưa đến chắc cú, sạch sẽ là được. Bây giờ, ông chỉ con cái này, ví dụ như là con thấy không? Có hai cái mí đê đồ mình có thể xài đây được. Còn cái thứ hai, hoặc là con số 4, thấy không? Đó, ông nói lại nè. Thấy chưa? Rồi, cái thứ hai trong bài này nữa là con phải học cái kiểu xài ngón 1 và ngón 3. Nếu mà con đánh nguyên ban nhạc thì con đánh 6 giây. Nếu con đánh một mình, xin lỗi, con đánh 6 giây. Nhưng mà nếu con đánh một mình, còn nếu mà con đánh với ban nhạc thì con phải đánh ít giây, nó giản dị, nó không có bị rùm beng. Cho nên là con phải đánh giây. Con xác định là sòn đô mi lá. Con biết piano rồi cho nên là ông nói gọn nhẹ để cho con mau hiểu qua. Tại con hiểu rồi, sòn đô mi lá là 7. Rê, xác định là rê gì cũng được nhưng mà nó có pha thăng. Là rê phá 3 ngón, cái này là 4 ngón, 3 ngón. Lần lại về, và cũng không sao cả. Đây, một cái xuống nè, bắt đầu từ dây số 4, bắt đầu từ dây số 4. Bàn tay nghiêng và nó nằm, nghiêng và nó nằm, thấy chưa? Tay phải, cổ tay. Khi mình đánh hợp âm á, thì mình không có xài cái cú pick nữa, mình không có xài cái này, thì mình xài cái cạnh này nè con, cái cạnh, cho nên cái âm thanh nó sẽ ra dịu dàng hơn, hoặc là cái đầu nhẹ thôi, như là tiết chế âm thanh, thấy chưa? Cái kiểu thứ hai. Đẩy nhẹ dây, nửa tông, một ngón,